cho tỉnh ngộ. 1. Lòng tin là thứ mà một khi ta đã mất thì khó có thể trở lại như ban đầu. Vì vậy, hãy sống đúng ngay từ đầu, bởi trường học có bút xóa nhưng trường đời thì không. 2. Đừng nghĩ mãi về quá khứ nếu nó chỉ mang tới những giọt nước mắt. Đừng nghĩ nhiều về tương lai, nó chỉ mang lại sự lo sợ. Sống ở hiện tại với nụ cười trên môi như trẻ thơ, nó sẽ mang lại niềm vui cho bạn. 3. Cuộc đời vốn chẳng có thứ gì hoàn hảo, nhưng mỗi người đều có nét đẹp riêng. Thiên tài ở chỗ là mỗi người tìm ra được nét đẹp của chính mình và hoàn thiện nó. 4. Cuộc sống có ba cái đừng. Đừng hiền quá để người ta bắt nạt, đừng ngốc quá để người ta đùa giỡn, đừng tin tưởng quá để người ta lừa dối. 5. Cuộc đời ngắn lắm nên đừng lãng phí thời gian của mình với những người không có thời gian dành cho bạn. 6. Con người tạo ra để được yêu thương, vật chất tạo ra là để sử dụng. Nhưng vì một lý do nào đó, vật chất lại được yêu thương, còn con người thì lại bị lợi dụng. 7. Đá còn có thể mòn, huống chi là lòng người. Thay đổi trước sau âu cũng là chuyện thường tình. Duyên là do người giữ, hết thương rồi có cố mãi cũng bằng không. 8. Đồng xu tuy có hai mặt nhưng chỉ có một mệnh giá. Con người chỉ có một mặt, cớ sao lại sống hai lòng. 9. Làm người nhất định phải có lương tâm, nhất định không được quên người đã từng giúp đỡ bạn, nếu không bạn sẽ ngày càng ít bạn bè, đường đi sẽ ngày càng hẹp. 10. Có những người họ quên những lần ta giúp đỡ họ, nhưng sẽ nhớ mãi một lần ta từ chối họ. 11. Quan tâm nhiều quá đồng nghĩa với làm phiền, yêu thương nhiều quá, người ta lại không biết trân trọng.